Tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, được phục vụ quý vị là niềm hân hạnh của chúng tôi. Với mong muốn sẽ là một kênh tin tức cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày, chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức mới nhất trong ngày. Đấu tranh tránh đông và những điểm nghẽn thực thi cơ chế. Kiến nghị điều tra việc nhận hối lộ của công an. Phú Yên khởi tố 5 cán bộ liên quan đến vụ mở đường để phá rừng giáp danh. Đấu tranh tránh đông và những điểm nghẽn thực thi cơ chế. Kính thưa quý vị, vai trò của người dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước và cả xã hội coi trọng. Nhưng đấu tranh tránh đâu vẫn là chuyện thường ngày với những công dân phản ánh, tố cáo tham nhũng. Trong cơ chế phòng chống tham nhũng ở nước ta hiện nay, người dân tham gia phòng chống tham nhũng nổi bật ở ba nội dung. Một là người dân trực tiếp phản ánh, tố cáo tham nhũng với cơ quan chức năng. Hai là người dân cung cấp thông tin và phối hợp với báo chí phòng chống tham nhũng. Ba là người dân phòng chống tham nhũng thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội mà họ là thành viên. Điều 5 Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tham nhũng. 1. Công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật. Có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng chống tham nhũng và giám sát việc thực thi pháp luật về phòng chống tham nhũng. 2. Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng chống tham nhũng. Câu chuyện của cụ Lê Đạo, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, nguyên bí thư Huyện ủy Đức Trọng chống tham nhũng từ lúc tóc còn xanh cho đến khi tóc bạc là một ví dụ về những rủi ro mà người phòng chống tham nhũng phải thường xuyên đối mặt. Cụ Đạo cùng hai cán bộ hưu trí đã phát hiện, đấu tranh với cán bộ huyện Đức Trọng tham nhũng, cố ý làm trái, qua đó đã thu lại lô đất 6.000 m2 và 30 tỷ đồng cho công quỹ. Khi được tuyên dương, cụ bày tỏ, tôi đấu tranh 10 năm, từ lúc tóc còn xanh, nay tóc đã bạc trắng, nhưng chẳng xử lý được quan tham nào. Tôi nghiệm ra đây là cuộc đấu tranh không cần sức. Khi bước vào cuộc đấu tranh, họ đe dọa, trả thù cả đời con cháu. Đến nỗi, một cán bộ cấp cao cùng tôi đấu tranh, được nửa đường thì phải rút lui. Hai ông lão Nguyễn Công Uẩn, xã Ngô Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, và Nguyễn Tiến Lãng, xã Gia Đồng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khen thưởng sau khi đấu tranh vạch rõ vụ làm giả hàng trăm hồ sơ thương binh, chống thất thoát cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Nhưng chính hai ông đã từng bị cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương xem như tội đồ. Vượt qua bao nỗi sợ hãi bị trả thù, chấp nhận bị đánh đòn giàn mặt, tình cảm gia đình sứt mẻ vì những lời gièm pha, bị cộng đồng miệt thị, hát hủi do những mưu mô mua chuộc, chia rẽ của những người có chức, có quyền, kiên trì đấu tranh trong nhiều năm, hai ông mới giành được thắng lợi. Anh hùng hay tội đồ là khoảng cách vô cùng mỏng manh. Đó là điều mà rất nhiều công dân được tuyên dương thành tích chống tham nhũng thừa nhận. Người tham nhũng là người có chức, có quyền, họ có rất nhiều công cụ, phương tiện để cản trở công cuộc phòng chống tham nhũng của người dân. Tất nhiên, những người dân chân chính có trách nhiệm với Tổ quốc, với cộng đồng thì tất cả những gian nan, nguy hiểm không làm họ chùn bước trong cuộc chiến chống tham nhũng. Một kênh tham gia phòng chống tham nhũng rất quan trọng của người dân là phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí. Thực tiễn ở Việt Nam những năm vừa qua cho thấy, đa số các vụ việc tham nhũng lớn là do báo chí phát hiện, đưa tin, sau đó các cơ quan điều tra mới vào cuộc. Có thể kể đến các vụ như vụ tiêu cực ở PMU18, Bộ Giao thông Vận tải, vụ tham nhũng đất đai ở Đồ Sơn, Hải Phòng, vụ siêu lừa Nguyễn Đức Chi cùng dự án Rosanka, Khánh Hòa, vụ tham nhũng của cựu đại biểu Quốc hội Mạc Kim Tôn, vụ ăn chặn tiền cứu trợ ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, vụ đề án tin học hóa các hoạt động hành chính, đề án 112, vụ tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, vụ chạy hạn ngạch quota dệt may của Bộ Thương mại, vụ trục lợi bảo hiểm xảy ra tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, vụ ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, vụ Vinasin, vụ Vinalife. Gần đây là vụ trọng án Trịnh Xuân Thanh được phát hiện từ một bản tin ngắn ở trên báo Thanh Niên. Cơ chế để người dân sử dụng báo chí làm phương tiện chống tham nhũng được quy định tại Điều 75 Luật phòng chống tham nhũng. 1. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đấu tranh chống tham nhũng, đưa tin về những hoạt động phòng chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng. 2. Cơ quan báo chí, nhà báo có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin liên quan đến hành vi tham nhũng. Cơ quan,
tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động phòng chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng. Ngoài ra, luật phòng chống tham nhũng còn quy định cụ thể về việc họp báo, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, đơn vị cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó cho cơ quan báo chí. Trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người được phân công, người được ủy quyền hợp pháp để thực hiện trách nhiệm giải trình. Người dân có thể phối hợp với báo chí như là nguồn tin phát hiện tham nhũng, là nhân chứng cung cấp thông tin bước đầu để báo chí vào cuộc điều tra, xác minh nhưng cũng có thể phản ánh, tố cáo với báo chí về các dấu hiệu tham nhũng. Trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng, người dân tìm đến báo chí, dựa vào báo chí để tạo ra sức ép dư luận, buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc. Theo nghị quyết Đại hội 8 của Đảng, trong thời gian tới đây, vai trò của người dân được mở rộng theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Thì sự phối hợp giữa báo chí và người dân trong phòng chống tham nhũng sẽ tăng cường hơn nữa. Cùng với đó, các cơ quan báo chí trong nước cũng cần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động nghiệp vụ. Người dân còn có thể tham gia phòng chống tham nhũng thông qua các tổ chức đại diện, bao gồm Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội. Điều 74 Luật phòng chống tham nhũng quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận. 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc có trách nhiệm sau đây. A. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng. Phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng. Kiến nghị việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. B. Động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng. C. Cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng. D. Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng. 2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ việc tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, kiến nghị việc bảo vệ, khen thưởng người có công phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phải xem xét, trả lời trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, kiến nghị. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn trả lời có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. Trong nhiều năm qua, hoạt động phòng chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã đạt được một số kết quả tích cực. Với cơ sở rộng khắp của mình, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã thực hiện giám sát và qua đó phát hiện, tố cáo nhiều hành vi tham nhũng với cơ quan chức năng và cá nhân có thẩm quyền. Tuy nhiên, mong mỏi của người dân là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần hỗ trợ mạnh mẽ hơn, góp phần tích cực hơn nữa trong phòng chống tham nhũng. Hiện nay, ở một số nơi, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên hoạt động còn mang tính hành chính hóa hơn là đi sâu, đi sát lắng nghe ý kiến của nhân dân, từ đó đề nghị chính quyền điều chỉnh, sửa đổi chính sách, pháp luật, dự án kinh tế, xã hội phù hợp với lợi ích chung của nhân dân và đất nước. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chưa huy động được đông đảo nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng. Thậm chí, còn có hiện tượng cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên né tránh trách nhiệm, ngại va chạm, không bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên còn nhiều bất cập. Việc thực hiện chức năng giám sát việc thực thi pháp luật về phòng chống tham nhũng còn thiếu sâu sát, thiếu sáng tạo. Vấn đề nổi cộng đặt ra trong phát huy vai trò của nhân dân trong phòng chống tham nhũng là hoàn thiện cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Ông Hoàng Thái Dương, Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho rằng, vừa qua vẫn có trường hợp người tố cáo chưa được bảo vệ thích đáng, bị trả thù, trù dập, các hành vi trả thù chưa được phát hiện, xử lý nghiêm. Cùng với đó, việc khen thưởng người tố cáo đúng cũng chưa được đề cao. Đây cũng là điểm nghẽn trong việc cổ vũ, động viên người dân tích cực tham gia phòng chống tham nhũng. Hiện nay, việc bảo vệ người tố cáo được quy định tại nhiều văn bản, Luật phòng chống tham nhũng, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tố cáo, nhưng còn thiếu đồng bộ. Trong khi Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017 và các văn bản pháp luật khác liên quan chưa quy định cụ thể về vấn đề trách nhiệm bồi thường nhà nước. Trong khi Điều 48 của Luật tố cáo năm 2018 quy định, được bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước trong trường hợp người tố cáo đã đề nghị người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ mà không áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc áp dụng không kịp thời,
không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, tinh thần cho người được bảo vệ. Những điểm còn thiếu đồng bộ giữa các luật cũng như những quy định về nhiệm vụ bảo vệ giữa các cơ quan chức năng chưa cụ thể, rõ ràng, khiến pháp luật khó đi vào thực tiễn bảo vệ người tố cáo. Tình trạng để lọt thông tin của người tố cáo của các cơ quan chức năng cũng đang là nỗi lo lắng của người dân tham gia phòng chống tham nhũng. Kiến nghị điều tra việc nhận hối lộ của công an. Kính thưa quý vị, sau một tuần nghị án, Tòa Nhân dân huyện Hớn Quản, Bình Phước đã tuyên phạt Trần Kim Thuận, sinh năm 1974, 8 năm tù, Trần Văn Giàu, 5 năm, 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng phạm tổ chức đánh bạc có Hồ Sĩ Lâm bị tòa tuyên phạt 4 năm tù. Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc, bị phạt tiền hoặc phạt tù đến 4 năm. Đáng chú ý, Hội đồng xét xử đồng tình với luật sư và kiến nghị cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát các cấp điều tra một cách quyết liệt để xử lý hành vi đưa, nhận hối lộ của một số cán bộ thuộc công an theo luật định. Tại tòa, bị cáo Thuận đã kêu oan đối với cả hai tội danh bị truy tố. Với tội tổ chức đánh bạc, luật sư cho là Viện Kiểm sát chỉ dựa vào lời khai một phía của các bị cáo khác mà không có chứng cứ khác buộc tội là lòng lẻo và không vững chắc, trong khi lời khai của các bị cáo khác và biên bản đối chất là không khách quan. Đồng thời, chưa làm rõ mâu thuẫn giữa lời khai của các bị cáo là chưa giải quyết được vấn đề mang tính chất cốt lõi của vụ án. Hội đồng xét xử đã bác quan điểm của luật sư và đồng tình với quan điểm buộc tội của Viện Kiểm sát. Theo tòa, các lời khai đồng phạm là những người trực tiếp cùng tham gia tổ chức thực hiện phù hợp với hồ sơ án. Về tội đánh bạc, luật sư cho rằng bị cáo Thuận đã chỉ tham gia đánh bạc 2-3 ván với tổng số tiền là 600.000 đồng rồi nghỉ, không đánh nữa. Sau đó, chiếu bạc hoạt động đến khi công an vào bắt, thu giữ trên chiếu bạc hơn 110 triệu đồng và trên người các con bạc khác 18 triệu đồng. Luật sư cho rằng thân chủ chỉ chịu trách nhiệm với số tiền là 600.000 đồng đánh bạc và chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự. Tòa không đồng tình mà nêu khoản 2, điều 1, nghị quyết 01/2010 hướng dẫn. Khi xác định trách nhiệm hình sự đối với người đánh bạc không được tính tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của tất cả các lần đánh bạc mà phải căn cứ vào từng lần đánh bạc để xem xét trách nhiệm của họ. Như vậy, có thể hiểu rằng đối với loại hình đánh bạc bằng hình thức tài xỉu, đây không phải là hình thức cá cược nên được xem là một lần đánh bạc là kể từ khi bắt đầu chơi đến khi chiếu bạc kết thúc, không phụ thuộc vào đổi nhà cái. Điểm A, khoản 4, điều 1, nghị quyết trên có hướng dẫn. Trường hợp nhiều người cùng tham gia đánh bạc với nhau thì việc xác định tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc đối với từng người đánh bạc là tổng số tiền, giá trị hiện vật của những người cùng đánh bạc. Đối tượng tên thực có để lại trên chiếu bạc một bọc tiền trong túi ni lông màu đen và bỏ chạy. Tuy không xác định được cụ thể riêng lẻ tiền trong bao ni lông là bao nhiêu, nhưng số tiền này được bỏ lại trên chiếu bạc nên cơ quan điều tra xác định tổng số tiền trên chiếu bạc là hơn 128 triệu đồng là có căn cứ. Bởi lẽ, tuy không rõ trong bọc đen là bao nhiêu, nhưng số tiền này được xác định để đánh bạc và thu giữ trên chiếu bạc. Như vậy, tuy bị cáo Thuận đã sử dụng 600.000 đồng để đánh bạc và đã ngừng chơi trước khi công an bắt giữ, thì vẫn phải chịu chung với các đồng phạm khác về tổng số tiền thu giữ trên chiếu bạc là 128 triệu đồng. Phú Yên khởi tố 5 cán bộ liên quan đến vụ mở đường để phá rừng giáp danh. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ phá rừng giáp danh huyện Tây Hòa và sông Hình, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 5 người là cán bộ lâm nghiệp xã, cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ sông Hình. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Cụ thể, bị can Phan Văn Tâm, sinh năm 1992, trú tại Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, cán bộ lâm nghiệp Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, bị khởi tố để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can này bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. 4 bị can khác bị khởi tố để điều tra làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can này đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1997, trú tại xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa; Nguyễn Hữu Toàn, sinh năm 1985, trú xã Hòa Mỹ Tây, huyện Huỳnh Kim Trúc, sinh năm 1972, trú thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa. Tại thời điểm bị khởi tố, các bị can Thuận, Toàn, Khôi là cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hình, bị can Trúc là cán bộ hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa. Từ tháng 5 năm 2020, Thông tấn xã Việt Nam liên tục phản ánh vụ việc nhiều đối tượng mở đường phá rừng giáp danh tại huyện Tây Hòa và Sông Hình, tỉnh Phú Yên. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản được quy định tại điểm D, khoản 3, điều 232 Bộ luật hình sự năm 2015.
Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 24 bị can với các tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Điều đáng nói, sau khi vụ việc phá rừng giáp ranh giữa huyện Tây Hòa và sông Hình xảy ra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên khẳng định sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và chủ rừng để mở rộng phạm vi tuần tra nhằm phát hiện các vụ phá rừng khác. Tuy nhiên, chỉ cách rừng bị phá ban đầu 40m, rừng tiếp tục bị phá nhưng lực lượng kiểm lâm đã không phát hiện được. Sáng ngày 16 tháng 4, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên khẳng định đây là vụ phá rừng có quy mô lớn, có tổ chức được dư luận quan tâm. Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm và các ban quản lý rừng phòng hộ có liên quan tích cực phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Phú Yên để tiếp tục mở rộng điều tra. Bất kỳ cán bộ nào có liên quan đến vụ phá rừng này đều phải xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, hạt kiểm lâm và ban quản lý rừng các địa phương phải tăng cường kiểm tra, rà soát lại hiện trạng của tất cả diện tích rừng mà đơn vị quản lý nhằm kịp thời phát hiện các vụ việc vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng.